Em tiếp tục những mặt hàng rẻ tiền cho bác đấy, gọi là thấp tiền. Và các bác là hàng thấp tiền thì hàng cao tiền em bên em cũng nhiều lắm. Nhưng mà có một số bác thì bình luận hỏi, và các bác là thật ra là đối với những dòng này là gọi dòng bình dân, bây giờ nó có thời gian ấy, thì test cho những bác, các chú, các anh ấy, những tầm bình dân cũng thích âm thanh tiền, nói chung là lượng kinh tế nó thấp, dùng những con này đáp ứng được cho mình. Cái thứ hai nữa là có một số bác bảo ôi sao bây giờ cứ bán cả những cái hàng cỏ mặt ba bác, tức là bác ơi bây giờ bác bán một đôi loa xịn, một đôi ví dụ tí em quay cho bác, bác nào thích em quay cho nhà này, nhưng đôi loa 30-40 triệu, 20-30 triệu, có khi cả tuần 2-3 ngày cả tuần bác mới bán được có một đôi, đúng không? Thế cái loa này cả tuần bác bán mấy chục đôi mới cả, thì bác bán cái gì? Nên tóm đi tóm lại là vừa phục vụ được cho các bác đam mê, hai nữa là cũng một số anh em đam mê âm thanh nhưng mà điều kiện kinh tế còn hạn hẹp, thì đây những cái này là những cái đáp ứng cho họ đấy. Nên bác đã có tiền rồi thì cần gọi thẳng Zalo cho em, bác thích loa bao tiền có hết bác ạ nhá. Chứ còn đây là những cái dòng này em nói thật là em cũng không thích quay này đâu, nhưng chẳng qua là bây giờ cái những cái món hàng này nó có số lượng nhiều, mình quay một clip thì mình có thể đăng đi đăng lại được rất là nhiều lần, thế em sẽ làm. Chứ còn nếu như mà cứ gọi lại một đôi loa như mọi lần em đăng những đôi loa mấy chục triệu à thì thôi, về đôi này đăng đôi này, về đôi nào đăng đôi đấy thì ok. Chứ bây giờ một đôi loa như thế này mà cứ bắt em đăng đến hai ngày nào phải quay thì chắc em không quay rồi, mà em chỉ quay một vài clip em sẽ dùng nó để em dùng lâu dài cho các bác, là nó có hàng về em lại đăng nó lên thôi. Nên là bác nào mà đam mê thì cứ theo những dòng này, đây dòng bình dân, còn bác nào mà muốn nhiều tiền nhắn thẳng vào Zalo cho em đẩy hẳn những cái bài em quay loa nhiều tiền cho. Chào bác. Hôm nay mà test theo kiểu củ chuối bác nhá, test kiểu củ chuối đấy. Em Tuấn test đôi loa toàn giải ngang 20, 10 này cao 16 này, mức giá 890.000 đôi này. Con âm ly này thì vẫn là 299k rồi, một tháng các bác này lấy đến là bao nhiêu? Cái âm ly này rất là nhiều, các bác lấy luôn. Quá nhiều bác lấy. Con này có bắt Bluetooth này, cổng AUX này, cổng súp, súp hơi riêng này, hai cổng âm thanh cho loa này, là cổng âm thanh này cho loa công suất 100W này. Sau đây em Tuấn test cho bác nhé. Loa toàn giải em Tuấn test nhạc mạnh cho bác xem đi. Chọn nhạc mạnh. Đây rồi. Nhạc mạnh này. Thank you.